Chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình giải đáp hôn nhân gia đình số thứ 6. Tôi Geronimo Nguyễn Thiện xin được kính chào tất cả quý vị. À, kính thưa tất cả quý vị thì hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình giải đáp hôn nhân công giáo số thứ 6. Chúng tôi rất vui vì đã đón nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ email giải đáp hôn nhân công giáo a.gmail.com Và nếu như có thắc mắc thì xin quý vị tiếp tục gửi về cho chương trình để chúng tôi có thể trả lời cho tất cả quý vị. Và ngày hôm nay, chúng ta lại được gặp vị khách mời của chương trình, cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải, đến từ tỉnh dòng Thừa Sai Đức tin. Dạ, con kính chào cha ạ. Chào anh Thiện, chào quý vị khán giả. Dạ, kính thưa cha, ở tuần trước, cha có nói với chúng con về đặc ân Thánh Phaolô. Chúng con còn có nghe nói đến đặc ân Thánh Phaolô nữa phải không cha? Như vậy thì đặt ân thánh Phêrô như thế nào và phải có những điều kiện như thế nào thì mới được hưởng đặc ân nè. Cảm ơn anh Thiện và kính thưa quý khán thính giả thân mến. Theo nghĩa chung, đặc ân Thánh Phô được nói đến trong Bộ Giáo luật 1983, từ điều 1143 đến điều 1147 hay đặc ân Thánh phê -rô được nói đến trong bộ giáo luật 1983, từ điều 1148 và 1149. Cả hai đặc ân này đều được gọi là đặc ân đức tịt. Đặc ân Thánh phê -rô là đặc ân Đức Giáo Hoàng dùng quyền tông đồ để tháo gỡ một hôn nhân tự nhiên được kết ước giữa hai người chưa được rửa tội hoặc ít nhất một người đã được rửa tội hay là cả hai đều xin rửa tội nhưng từ khi họ được rửa tội họ vẫn chưa quan hệ vợ chồng với nhau như vậy thì đặc ân thánh Phêrô tháo gỡ một hôn nhân tự nhiên và cho phép họ có thể tai hôn tuy nhiên đặc ân này cũng đòi buộc những điều kiện thiết yếu mà chúng ta dựa vào huấn thị potestas ecclesiae của bộ giao lê đức tin về những hướng dẫn tiến hành thủ tục điều tra tháo gỡ dây hôn nhân có lợi cho đức tin được ban hành vào ngày 30 tháng 4 năm 2001. Huấn thị này gồm hai phần. Phần thứ nhất, liên quan đến những điều kiện thiết yếu về phía đương sự để có thể xin đặc ân này. Ở phần thứ hai, thì nói đến những hướng dẫn cụ thể cho việc điều tra và hồ sơ xin đặc ân như thế thì hôm nay chúng ta chỉ nói đến về những điều kiện thiết yếu về phía đương sự để có thể xin đặc ân này điều kiện thứ nhất trong suốt thời gian hôn nhân của họ ít nhất có một bên chưa được rửa tội hoặc nếu người thứ hai cũng xin rửa tội thì sau khi người thứ hai được rửa tội Kể từ khi đó Họ đã không có quan hệ vợ chồng Theo Bộ Giao luật 1983 Điều 1141 Hôn nhân thành nhận và hoàn hợp Không thể được tháo gỡ Do bất cứ quyền bính nào Và bất cứ lý do nào Trừ duy nhất Lý do tử vong Dạ thưa cha như vậy thì cha có thể thông tin thêm cho chúng con hiểu rõ hơn như thế nào là thành nhận và hoàn hợp à? Đây là một cái từ chuyên môn mà giáo luật giải thích nó tương đối nó khó hiểu nhưng chúng ta trả lời như sau: hôn nhân giữa hai người chưa được rửa tội hoặc chuẩn khác đạo giữa một người được rửa tội và một người chưa được rửa tội gọi là hôn nhân tự nhiên sau đó nếu cả hai người đều được rửa tội thì hôn nhân này tự động trở thành bi tích gọi là thành nhận hay mình còn gọi cách khác là thành sự và sau đó họ quan hệ vợ chồng với nhau gọi là hoàn hợp khi một hôn nhân đã thành nhẫn và hoàn hộp thì vô phường thao gỡ như đã nói ở điều 1141. À, dạ thưa cha, nhưng nếu mà trước khi họ được rửa tội mà họ đã quan hệ vợ chồng với nhau rồi thì như vậy không còn gọi là hoàn hợp hay sao cha? Đúng rồi anh Thiện, chỉ sau khi mà hai người đã rửa tội thì bí tích mới thành nhất, tức là thành sự. Và sau khi thành sự rồi, thì việc quan hệ vợ chồng của họ mới được tính là hoàn hợp. Nếu hôn nhân này chưa hoàn hợp, thì vẫn còn có thể hy vọng được tháo gỡ bởi đặc ân Thánh phê -rô. Vậy chúng ta có thể áp dụng xin đặc ân Thánh phê -rô cho những trường hợp này trường hợp thứ nhất hôn nhân của hai người đều chưa được rửa tội nghĩa là hôn nhân của hai người lương trong đó một người lương không muốn theo đạo mà lại muốn tiến tới hôn nhân với người công giáo đặc ân thánh phê và cũng xin thêm phép chọn khác đạo. Khác biệt với đặc ân thánh Phaolô chỉ ban cho khi người lương ấy xin rửa tội theo đạo. Trường hợp thứ hai áp dụng cho hôn nhân đã chọn khác đạo. Trong hôn nhân này chỉ có một bên được rửa tội một trong hai người đều có thể xin đặc ân này trong trường hợp này nên nhớ là không được xin chọn khác đạo một lần nữa giáo hội công giáo chỉ chọn khác đạo một lần duy nhất mà thôi nghĩa là họ phải được rửa tội mới có thể kết hôn với người công giáo Hoặc người công giáo kia phải kết hôn với người đã được rửa tội khác Ở điều kiện thứ hai mà huấn thị nói tới Đó là hôn nhân tự nhiên của hai người phối ngẫu đã tan vỡ và không có hy vọng nào để có thể phục hồi đời hôn nhân với nhau nữa. Điều kiện thứ ba, người đứng đơn phải là người không có lỗi gì. Do bản thân mình hay là phần lớn do mình trong việc gây ra đổ vỡ của hôn nhân trước. Và người phối ngẫu tương lai cũng không có liên quan đến việc gây ra cuộc ly hôn trước. Dạ kính thưa cha, như vậy thì trong hôn nhân tự nhiên đó Chỉ có một người có thể xin đặc ân Thánh Vê-rô cha Bởi vì sẽ có một người có lỗi Trong việc gây ra đổ vỡ cho gia đình của họ Thông thường là như vậy đó Sẽ có một bên có lỗi Nhưng Cũng có những trường hợp Cả hai người đều mắc lỗi Chúng ta lấy ví dụ trong Bộ Giao luật 1983, Điều 1149 có đề cập tới trường hợp do họ bị tù đày hay bị bách hại nên không thể tái lập đời sống chung giữa họ. Chính vì vậy, có khi cả hai người đều có thể xin đặc ân Thánh Phê -rôn. Ở điều kiện thứ tư, người công giáo có ý định kết hôn hoặc hợp thức hóa hôn nhân với người không rửa tội hay có ý định kết hôn hoặc hợp thức hóa hôn nhân với người đã được rửa tội không phải là công giáo. Ví dụ như là tin lành, chính thống giáo hay là anh giáo thì họ phải tuyên bố và ký kết sẵn sàng loại trừ mọi nguy cơ mất đức tin. Còn bên không chịu bí tích rửa tội hay bên đã chịu bí tích rửa tội không công giáo cũng phải tuyên bố và ký kết bằng giấy tờ là họ sẵn sàng để cho bên công giáo tự do giữ đạo cũng như rửa tội và giáo dục con cái trong giáo hội công giáo. Ở điều kiện thứ năm, đặc ân chỉ được ban một lần cho người trước đó chưa từng hưởng đặc ân này. Nếu Họ đã được cưỡng một lần rồi Thì sẽ không bao giờ được cưỡng lần thứ hai nữa Điều kiện thứ sáu Người công giáo được cưỡng đặc ân Phải tai hôn với người đã được rửa tội Vì họ đã được chuẩn khắc đạo một lần rồi Phía bên người bên lương đã được chuẩn khác đạo rồi họ sẽ không được chuẩn khác đạo nữa. Nhưng họ cũng có thể xin rửa tội để kết hôn với người đã được rửa tội. Ở điều kiện thứ bảy, không thể tiến hành thủ tục điều tra để tháo gỡ hôn nhân hay để hợp thức hóa hôn nhân nếu hôn nhân trước đã được tháo gỡ nhờ đặc ân đức tin. Như vậy, Bộ Giáo lý Đức Tin cũng không thể chấp nhận đơn xin cứu xét trường hợp này. Điều kiện thứ 8 Đối với hôn nhân của người giữ tạo, thì hôn nhân chỉ cứ hành khi họ đã chịu bị tích rửa tội. Nếu không có lý do khả dĩ nghiêm trọng thì cần có sự chắc chắn luân lý về vượt họ sẽ chịu phép rửa ngày sau đó còn điều kiện thứ 9 việc xin rửa tội của đương sự phải có lòng chân thành có những người chỉ vì muốn hưởng cái đặc ân thánh phêrô để kết hôn với người công giáo nên họ đã xin rửa tội với cái điều kiện này thì đức giáo mục giáo phận phải chắc chắn về sự chân thành xin rửa tội của đương sự nếu mà nghi ngờ về sự thiếu chân thành chịu phép rửa tội thì đức giáo mục không được chuyển hồ sơ cho tòa thành còn điều kiện thứ 10 thì cần sự thẩm định của đức giáo mục trước khi ngài gửi lên bộ giáo lý đức tin cứu xét rồi đỡ trình cho đức giáo hoàng chính đức giáo hoàng là người ban đặc ân này những yếu tố được đức giáo mục cân nhắc trong trường hợp này là thứ nhất việc ban đặc ân này sẽ không gây gương xấu cho việc kết hôn sau đó Thứ hai, phải báo cho người vợ hay người chồng bị bỏ rơi và người đó không chống đối với những lý do chính đáng. Thứ ba, phải dữ liệu chu cấp cho người vợ hay người chồng bị bỏ rơi hoặc là những đứa con theo kỳ tắc của Đức Công Bằng, của Đức Bác Ái Quy Tờ Giáo và của sự hợp tình hợp lý tự nhiên bởi vì chúng ta biết rằng hôn nhân công giáo là hôn nhân một vợ một chồng và không ly dị đây là đặc tính căn bản rất cao quý và rất cần thiết sự ly dị tác hại rất lớn và rất nặng nề đến xã hội và cũng đến với giáo hội. Như chúng ta đã biết, không chỉ giáo hội mà cả xã hội cũng đều mong mỏi những nỗ lực thứ tha, hàn gắn, chứ không dễ dàng chấp nhận sự ly dị. Chỉ trong hoàn cảnh bất khả kháng thì mới đành chịu thôi. Khi được tính cầu, Đức Giáo Mục Giáo Phận sẽ phải cẩn trọng nghiên cứu, thẩm định xem đôi hôn nhân được tháo gỡ có đủ những lý do chính đáng để được đặc ân này hay không. Bởi vì việc Đức Chấp Mục giới thiệu xin đặc ân Thánh Phêrô lên tòa thánh vẫn còn phải được cứu xét và cũng có thể bị từ chối. Chúng ta cần tin tưởng vào sự khôn ngoan nhờ ơn Chúa Thánh Thần và kinh nghiệm ngàn đời của mẹ cha hội khi ban đặc ân này cho những trường hợp rất thiêm cọ. Kính thưa quý vị, với những nội dung vừa rồi thì chương trình giải đáp hôn nhân công giáo số thứ 6 cũng xin khép lại tại đây. Có thắc mắc, xin quý vị hãy gửi câu hỏi về địa chỉ giải đáp hôn nhân công giáo a.gmail.com mến chúc tất cả quý vị có một tuần mới an lành trong chúa còn bây giờ những người thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị